Mấy khách xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Hiện tại là bên em Fortune Sitter 2008. Và chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá là 135 triệu. Vâng, giá nó cũng rất là hợp lý. Đăng kiểm, mới đăng kiểm nhé, tận đến tháng 6 năm 2022. Đây các bác này. Đấy, tháng 6 năm 2022. Vâng. Điều này là một mẫu xe khá là đẹp, chuẩn chỉ. Vâng, anh chị mà mua mẫu xe này về mà mình chạy công nhân hay hoặc là lễ chùa đầu xuân là rất là tuyệt vời. Vâng, giá thì cũng khá là hợp lý. Vâng, đời 2008 mà chỉ có giá là 135 triệu thôi anh chị nhé. Vâng, giá này thì là quá là hợp lý cho anh chị để sử dụng mẫu xe Fortune Sitter đời 2008 này. Về tất cả thứ thân vỏ thứ này em cam kết luôn với anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Cam kết không phạt nguội anh chị nhé. Và những dòng xe này thì bên em đi mua bởi em check rất là cẩn thận cho anh chị rồi. Nếu anh chị mua về chỉ sẵn sử dụng thôi. Nói là mẫu xe đấy, em đi một vòng xung quanh xe là xe nó không có lỗi gì cả, thân vỏ khá là đẹp. Với bộ tem cánh chim này chắc có lẽ các bác mua về thì chạy thì chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Nội thất cũng khá là đẹp, xe thì không đâm đụng, không ngập nước gì rồi. Vâng, máy thì nổ êm, điều hòa mát. Vâng, thì em đi qua tổng thành một vòng của một chiếc xe rồi. Thì anh chị có nhu cầu sử dụng với mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 ạ. Vâng, và đây là nội thất của chiếc xe Fortune Sitter 2008. Về nội thất thì nó cũng khá là tươi, khá là sạch sẽ anh chị nhá. Vâng, đây nội thất khá là đẹp này anh chị này. Một mẫu xe phải nói là rất tuyệt vời, đã lên trần 5D hết rồi. Vâng, đèn cũng khá là đèn trần với cả rất là sáng anh chị này. Đấy, rất là đẹp nhá. Bọc trần da 5D. Đây là mẫu xe này phải nói là anh chị về chạy những ngày đầu xuân là cũng rất nhanh lại vốn. Vâng. Còn thực ra đây có màn hình nhưng mà em chưa biết là nó là màn hình cam lùi hay là gì, nhưng mà em thấy rất còn hoạt động. Đấy, bật lên cái là gì nghe, nhưng mà không biết có cam lùi không. À, không có anh chị ạ. Vâng. Số thì khá là nhẹ nhàng này, đúng không ạ? Lái nhẹ. Vâng. Con xe khá là tuyệt vời. Và em sẽ mở khung máy cho anh chị xem và em nổ máy luôn cho anh chị nhé. Và đây là khoang máy của chiếc Fortune Sitter 2008. Xe cũng khá là đẹp này, không có va chạm gì cả, tùy bên tôn này. Đấy, quá nhìn chưa, không có va chạm, không có gì cả, hay là xe cũng khá là đẹp, chuẩn chỉ. Và em sẽ nổ máy cho anh chị để cùng xem về mẫu xe này nhé. Vâng, mẫu xe cũng phải đây là khá là đẹp. Và sau đây em sẽ nổ máy cho anh chị ạ. Và máy nổ rất là êm, về cái là nổ luôn. Đây máy nổ rất là êm anh chị nhá, điều hòa rất là mát luôn. Đấy, tiếng máy rất là chắc. Đấy, tiếng máy rất là chắc, rất là ok anh chị nhỉ. Đấy, mẫu xe phải nói là về tất cả chất lượng thứ thì rất là tuyệt vời rồi, rất là ok. Đấy, anh chị mà sử dụng mẫu xe này thì là rất là tuyệt vời. Đấy, và đây dưới gầm đây ạ, em sẽ quay dưới gầm cho anh chị này. Vâng, dưới gầm đây không có mục ngoặt cho anh chị nhé. Đấy, quay rất là cẩn thận cho anh chị này. Đấy, máy rất là khô, không có ướt này. Vâng, giá cũng hợp lý, 135 triệu đời 2008, quá rẻ cho một mẫu xe. Anh chị nhìn này, in tán này, còn nguyên hết này. Đấy, tán tất cả thứ còn nguyên hết này. Vâng, một chiếc xe phải nói là về chất lượng tất cả thứ thì rất là tuyệt vời, rất là ok. Đó, không có đâm đụng, không ngập nước, không mối mọt. Đó, chị nhìn chưa. Đấy, xe rất là đẹp, sexy này, rất là đẹp luôn nhá. Vâng. Vâng, một mẫu xe em vừa quay cho anh chị rồi. Nội thất thì khá là tươi, khá là đẹp, máy nổ êm, điều hòa mát. Vâng, với cái mức giá là 135 triệu thì anh chị
mua một mẫu xe như này về thì chắc em nghĩ là không một khấu hao để lỗ nữa rồi. Vâng, một mẫu xe như này thì quá là hợp lý, quá là tuyệt vời rồi. Dịch bệnh của mình bây giờ thì cũng ổn hết rồi. Đấy, anh chị mà mua những dòng xe này về mình chạy là quá tuyệt vời, quá ok luôn. Đấy. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho anh chị về cái mẫu xe Ford Transit 2008 với mức giá là 135 triệu. Anh chị mua về chạy công nhân cũng được, mà chạy học sinh cũng rất là ok. Hoặc là chúng ta chạy những ngày đầu xuân đưa các cụ đi chùa hoặc lễ Tết thứ này là rất là hợp lý. Vâng, tiền ít mà lại có công ăn việc làm cũng khá ổn định. Vâng, em vừa giới thiệu qua mẫu xe này, thì anh chị có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 em Khanh ạ. Còn em xin kết thúc clip tại đây. Em chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.